cuộc đối sức giữa FC Lucky Thanh Hà và FC Anh Phát Trọng Tuấn. Về phía Anh Phát Trọng Tuấn, họ sẽ thân với bộ trang phục áo trắng quần đen với đội trưởng Trung Anh. Bên phía Lucky Thanh Hà, họ sẽ ra sân với bộ trang phục truyền thống màu xanh dương và sẽ sở hữu phần sân bên trái mà nhỏ quý vị các bạn. Trong một trận đấu mà họ sẽ phải nỗ lực 200% khá nguy hiểm. Và bằng cách hay của Nam Em, cơ hội dứt điểm không vào. Và thời điểm đầu tiên của trận đấu, chờ đợi khá nguy hiểm và băng lên dứt điểm của Hoàng Còn. Cầu thủ Anh Phát đang bắt người rất chắc. Hùng Dâm chân trái, như vậy là có bàn thắng dành cho cầu thủ Lucky. Một pha dứt điểm có thể nói là vô cùng gọn gàng của Hùng Dơm. Sát thủ Hùng Dơm đã lên tiếng rất đúng lúc. Khi mà Lucky cần anh nhất thì anh đã lên tiếng một pha xử lý có thể nói là vô cùng gọn gàng. Và Hùng Dơm đã có một pha bóng bằng má ngoài chân phải. Bóng đi với lực không quá mạnh nhưng rất hiểm. Lợi thế thuộc về Lucky Thanh Hà ở phút thứ 12 của trận đấu. Giành chức vô địch, cơ hội. PC2 Diamond, Khắc Tuấn rất nguy hiểm. Như vậy là có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 dành cho Anh Phát Trọng Tuấn. Một bàn thắng của Hoàng Lukaku. Cầu thủ trẻ được tung vào sân và đã lập tức có bàn thắng gỡ hòa dành cho cầu thủ Anh Phát Trọng Tuấn. Chúng ta cùng xem lại tình huống dẫn tới bàn thắng của Hoàng Lukaku. Đó là pha sút bóng của Khắc Tuấn. Và sau đó đỉnh bàn có một pha đập bóng đúng vào vị trí Hoàng Lukaku đã lựa chọn. Bàn thắng thì nó có phần may mắn của Anh Phát Trọng Tuấn. Phản công cho Lucky. Đường chuyền cơ hội vẫn còn. Hùng Dâm không vào. Và cứu thua bằng chân của thủ thành Kiên Lào. Nam Bẹp đợi người. Ông Bơm không vào. Vẫn là Trung Ảnh. Rất hay. Tùng Năng đường chuyền. Đó là cú sút của Tùng Năng. Đánh đầu không vào. Đó là pha băng cắt của Lưu Văn Hương. Phản công của Anh Phát Trọng Tuấn, cú sút không vào. Và con chân rất dứt khoát vừa rồi là của Hoàng Lukaku. Khắc Tuấn, cơ hội cho Hoàng Lukaku, chân trái không vào. Phản hô đình bàn. Chúng ta cùng trở lại với những diễn biến trong hiệp 2 của đối sức giữa FC Anh Phát Trọng Tuấn và FC Lucky Thanh Hà. Tỷ số sau khi 30 phút đầu tiên trận đấu khép lại hiện tại là 1-1. Trong hiệp 1 thì thế trận là tương đối cân bằng dành cho cả hai đội. Đường chuyền hay, Nhật Nam rất khéo. Không được. Bằng chân trái của Nhật Nam. Khá nguy hiểm. Tưởng chừng như Khắc Tuấn đã bị lỡ đà nhưng thủ mặc áo số 23 vẫn có được một pha không chế bóng. Đường chuyền ra, Hoàng Lukaku. 2-1. 2-1 dành cho Anh Phát Trọng Tuấn. Cú đúp của Hoàng Lukaku. Một bàn thắng có thể nói là quý hơn vàng của Hoàng Lukaku. Bàn thắng rất quan trọng đối với Anh Phát Trọng Tuấn. Một pha bóng mà hàng phòng ngự Lucky Thanh Hà đã để Lukaku có thể có một khoảng trống và thời gian căn chỉnh chơi bóng quá nhiều. Cầu thủ sinh năm 2000 đã có được một cú đúp trong trận đấu có thể nói là vô cùng quan trọng đối với Anh Phát Trọng Tuấn. Hùng Dơm, vẫn là Hùng Dơm, dứt điểm không được. Chạy bóng của Khắc Tuấn và đây là pha tấn công của Anh Phát, cú sút không vào. Một chút xíu nữa thôi thì Hoàng Lukaku đã có được một cú hat-trick. Đội bóng đương kim vô địch. Dứt điểm không vào. Và dứt điểm rất nghệ sĩ vừa rồi là của Trung Anh. Thi đấu trong hiệp 1 và họ vẫn chưa có một sự thay đổi người nào. Hoàng Còn, Trung Anh đường chuyền băng cắt không được. Tấn công cho Anh Phát. Trung Anh rất hay. Khắc Tuấn cơ hội không vào. Điều đó cũng dễ hiểu thôi khi mà họ đang bị dẫn trước. Bóng hay không vào. Bóng trúng sang ngang. Gây áp lực không hề nhỏ tới đội bóng
trẻ thành phố. Cơ hội không được. Cơ hội dành cho Nam Bẹp. Chiến thắng thì đang có được 9 điểm. Cơ hội dành cho Văn Anh. Như vậy đã có bàn thắng của Tùng Đặng. Bàn thắng chấm hết tất cả. Bàn thắng có thể nói là dập tan những hy vọng cuối cùng của Lucky Thanh Hà. Tùng Đăng đã cười rất tươi sau ba ghi bàn vừa rồi. Và kiến tạo rất thuận lợi của Văn Anh dành cho Tùng Đăng. Cầu thủ mặc áo số 3 bên phía anh Phát tiếp tục là cầu thủ ấn định tỷ số dành cho anh Phát Trọng Tuấn. Bàn thắng vừa rồi gần như sẽ là dấu chấm hết trận đấu này. Lê Văn Hường đã áp sát Hùng Dơm. Vẫn là Hùng Dơm. Không vào, bóng trúng cột dọc. Rất đáng tiếc cho Lucky. Bóng của Cù từ đó là rất khỏe. Nam Bẹp. Cơ hội 2-3. 2-3 dành cho cầu thủ Lucky. Bàn thắng của Nhật Nam. Và tấn công rất có nét của FC Lucky Thanh Hà. Và mọi thứ vẫn còn nguyên cơ hội dành cho đội bóng áo xanh. Và bóng cực kỳ nỗ lực của Lucky Thanh Hà. Và bóng mà Nhật Nam đã bị hàng phòng ngự của anh Phát Trọng Tuấn bỏ rơi. Bóng trở lại với Lucky. Cơ hội! Ba đều! Ba đều dành cho Lucky Thanh Hà. Và người vừa ghi bàn lại là Nhật Nam. Một cú đúp của cầu thủ áo số 7 bên phía Lucky Thanh Hà. Trận đấu đang diễn ra với một diễn biến có thể nói là không thể nào ngờ được. Tình huống tiếp theo mà hàng phòng ngự bên phía anh Phát Trọng Tuấn đã chơi như mơ ngủ. Những sự cố gắng không biết mệt mỏi của Lucky Thanh Hà đã được đền đáp một cách xứng đáng. Những Lucky có được những lợi thế có thể nói là cơ hội không vào. Và bóng xuất sắc của Kiên Lào. Để Lưu Văn Hương đường chuyền múa bóng. Như vậy là có siêu phẩm trên sân công viên Hội An. Pha bóng có thể nói là quá hoàn hảo của Hoàng Lukaku. Một pha bóng làm có thể nói là lạnh người tất cả những người đang có mặt trên sân công viên Hội An của Hoàng Lukaku. Cú hat-trick của Hoàng Lukaku mà đó là một pha xử lý có thể nói là quá hoàn hảo. Và hãm bóng bằng ngực. Và sau đó là một pha xe đạp chống ngược có thể nói là vô cùng đẳng cấp của cầu thủ sinh năm 2000. Nếu có danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Premier League thì Hoàng Lukaku chắc chắn sẽ là một ứng cử viên vô cùng nặng ký. Ba bàn thắng trong một trận đấu mà anh Phát Trọng Tuấn buộc phải giành được chiến thắng. Trận đấu đang diễn ra quá hấp dẫn. Và như vậy đúng lúc này thì trận đấu đã kết thúc. Chiến thắng cuối cùng thuộc về anh Phát Trọng Tuấn với một kết cục không thể nào ngờ. 4-3 là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Và bóng cuối cùng của Hoàng Quốc Cù đã dội một cao nước lạnh vào giấc mơ ở lại với Telic mùa 4 của Lucky Thanh Hà.